Dù đã chuẩn bị tâm thế và tình nguyện nhập ngũ, nhưng nhiều tân binh đều không khỏi ngỡ ngàng khi đặt chân đến đơn vị. Trước mắt tân binh Trần Chí Kiệt và đồng đội là một môi trường mới, một cảnh quan xanh sạch đẹp. Và ở đây, mọi thói quen sinh hoạt thường ngày ở gia đình của Kiệt sẽ phải thay đổi, nhường chỗ cho những nề nếp, giờ giấc sinh hoạt kỷ luật mới. Dạ, em thấy là môi trường xung quanh này sạch sẽ, những người đồng chí rất là hòa đồng, vui vẻ. Như đồ đạc của em thì chuẩn bị rất là tươm tắp, gọn gàng. Em thấy môi trường này rất là tốt. Đối với đơn vị mà huấn luyện, trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới thì đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ các cấp nhanh chóng nắm bắt công tác tư tưởng, nắm các mối quan hệ rồi là chất lượng chính trị để có biện pháp ổn định tư tưởng, động viên đối với thanh niên. Trong mưa phùn giá lạnh nhưng nhiều tân binh rất phấn khởi, tự tin khi nhập ngũ về các đơn vị của quân chủng hải quân. Dù còn khá bỡ ngỡ với những việc làm đầu tiên khi về đơn vị, nhưng các tân binh đều cố gắng học hỏi, nắm bắt một cách nhanh nhất để thực hiện công việc gọn gàng, ngăn nắp, đúng tác phong quân nhân. Khi về đơn vị, ông cảm thấy đơn vị khang trang, sạch đẹp. Các anh các chú đón tiếp nhiệt tình, chu đáo. Em thật vinh dự khi được khoác lên mình màu áo Hải quân Nhân dân Việt Nam. Em xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở sư đoàn 325, để giúp các chiến sĩ mới tự tin trong môi trường mới, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã hướng dẫn và chỉ bảo từ những việc giản đơn nhất. Do làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ sớm, nên công tác tiếp nhận chiến sĩ mới tại sư đoàn 325 đã diễn ra nhanh chóng. Quần áo, chăn màn và các quân trang sinh hoạt hàng ngày được đơn vị sắp xếp cẩn thận, đầy đủ cho các chiến sĩ mới ngay tại phòng nghỉ. Tôi cảm thấy rất là hào hứng khi vừa bước chân vào đơn vị. Cảm thấy môi trường ở đây rất là sạch, đẹp và khang trang. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng phấn đấu và mong rằng nhận được nhiều sự quan tâm từ chỉ huy của các cấp để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh chóng là tổ chức biên chế. Cái thứ hai nữa là nắm lại cái chức năng thế và tổ chức là kiểm tra nhanh về thân nhiệt, phân công cán bộ, trung đội, đại đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm với chiến sĩ. Đấy, vừa là lãnh đạo, vừa là chỉ huy, cũng là vừa là người bạn của chiến sĩ. Ngày đầu ở doanh trại, hầu hết tân binh đều bỡ ngỡ. Vì vậy, việc ổn định tổ chức, đưa chiến sĩ mới vào nề nếp sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ được đơn vị đặt lên hàng đầu. Nhiều đơn vị đã khẩn trương hướng dẫn, phổ biến các quy định, chế độ trong ngày và tổ chức các hoạt động để tân binh nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. Với những tân binh về trung đoàn 48, sư đoàn 320, bữa cơm đầu tiên trong đơn vị thật ấm áp, vui vẻ. Đây là bữa cơm đầu tiên của tôi trong môi trường quân đội. Cán bộ chiến sĩ phục vụ tận tình chú đáo, đồ ăn thức uống đây rất là ngon, món ăn thì nhiều và đa dạng. Bước vào hành trình 2 năm trong quân ngũ là khoảng thời gian mà các chiến sĩ trẻ sẽ xây dựng cho bản thân ý thức trách nhiệm và sự trưởng thành. Trong ngày đầu vào đơn vị, mỗi người đều có cảm nhận riêng, nhưng ở họ có một điểm chung là niềm vinh dự, tự hào khi trở thành bộ đội Cụ Hồ và thêm quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.